Ok, và xin chào tất cả anh em và chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tiếp tục với chế độ đấu trường chân lý mùa 7 nha anh em. Rồi, và trong cái trận đấu ngày hôm nay thì mình sẽ mang đến cho anh em một cái đội hình khá là mạnh và tương đối dễ chơi ở cái meta hiện tại. Đó chính là đội hình luyện rồng pháo thủ nha. Rồi ơi, với cái đội hình này thì ở đầu game nếu như mà chúng ta có luyện rồng kiểu như là con Heimerdinger với cả con Chita sớm ấy, thì cái con năm năm của chúng ta sẽ được tích cái cấp sao khá là nhanh và nó sẽ mạnh về cuối game anh em ạ. Rồi luôn, bạn này chơi pháp sư nè, thiên vô lệ. Rồi win một trận nhưng mà vẫn chưa tích lên được cột mốc 40, cũng gọi là hơi tiếc một chút. Nhưng mà thanh niên Senna với cả Zinix thì mình không thể nào mà bán được đi, tại vì những cái vị tượng đấy nó tương đối quan trọng đối với mình. Chứ nữa sợ bán tìm không ra ấy. Lỡ gì đây, hướng đến hồi kết tiếp tế trang bị và tấn công điểm yếu. Chắc mình sẽ lấy cái hướng đến hồi kết này đi. Khi mà đạt được cấp độ 9 thì chúng ta sẽ có được 40 vàng. Không biết là có nên đổi lên nổi cấp 9 hay không đây. Nhưng mà cấp 9 phát là anh em còn 10 tiền đi là anh em sẽ vẫn tiện lên được 50 tiền. Mình nghĩ là cũng đáng để đầu tư. Kiểu bây giờ chúng ta vừa úp cấp mạnh với cả cuối game chúng ta roll lực nữa đúng không? Rồi. Và trận này chắc là mình sẽ dồn trang bị dành cho Cocky nha anh em nhé. Hiện tại thì tương đối nhiều những cái trang bị phép nhiều quá, cho nên mình vẫn chưa tận dụng được nhiều lắm. Còn mỗi một cái giáp lửa thì mình đã lắp cho Sen rồi. Kích hoạt được hai đấu sĩ khi mà kẹp thêm thằng Tâm Ken. Anh ơi. Rồi hộp Pandora với cả ấy à. Bạn này chơi Thượng Long hay là chơi đấy đây. Lên xin siêu sút à. Bồ xanh lại còn Sojin nữa. Lượm luôn cái găng bảo thạch đi thì thôi. Mà sút nát bét. Đau nha. Một mình đam mê thì sao mà có thể cân 3 được đây. Điện. Cân 3 game hơi nhái đấy nhá. Trong khi đấy mình lại còn có Lulu 2 rồi. Lulu 2 thì nó kiểu như là búp tốc đánh tương đối ngon. Tiếp tục là một Lulu nữa. Ba luyện rồng này. Luyện rồng này theo anh em thì mình còn nên kẹp đấy hay không? Với cả pháo thủ ở cái meta này tôi thấy nhiều anh em chơi dã man. Kiểu chúng ta cứ chơi pháo thủ sau đó kẹp thêm đấu sĩ ấy. Đấy, meta hiện tại nhiều anh em chơi như vậy. Mình kẹp thêm một con ấy thôi. Măm măm. Nó cũng có thêm sát thương và tanh nữa. Thích anh chưa? Bạn này thì chơi hóa hình chiến binh rồng à. Kẹp thêm một chút hệ lôi long. Lôi long thì anh em cũng có thể đạt được cột mốc 2 là được rồi. Cột mốc 2 thì mình nghĩ là gây được cái hiệu ứng làm choáng là ngon. Bạn này mạnh phết này. Cái lõi mà hướng đến hồi kết là một trong những cái lõi mà mình thấy là thiên hướng về cuối game. Nó thực sự chưa ngon lắm ở giai đoạn đầu. Rồi, có khá là nhiều cung này. Găng thì chắc là mình sẽ không lấy nữa. Vậy thì càng không. Ưu tiên cung với cả những trang bị phòng thủ thôi. Giờ mà chúng ta lấy nhiều găng quá thì phế vật mất. Mấy con O đi cho nó nhiều tiền. Rồi ok. Được quá. Còn một cái cung 3 vàng không anh em nào lấy. Mà lại ở trên người con Swain nữa. Anh em chọn này treo Swain này rồi hay sao ấy. Đây mình sẽ cho Senna vào. Vậy là chúng ta sẽ có được pháo thủ. Nhưng mà đổi lại thì cho Zinix thì anh em vừa có pháo thủ lại còn có thêm cả lễ hội. Mình sẽ lắp một cái cùng đao trước nha. Mình cho Zinix Chitana. Trước đó thì chẳng có thể chuyển sang cho Cocky cũng được. Nhưng mà phải tìm sẵn một cái con mà Chitana thay thế đã.
Ui rồi, hai cái đấu trưởng hạng gà và hạng ruồi. Nên vị tướng 1 và 2 tiền của bạn này kiểu vừa tăng nhiều cái tốc độ di chuyển và tốc đánh nữa. Anh em thấy không? Nami này, đội hình của bạn kiêng này thì chơi chơi Chaniali là đúng bài luôn á. Mà bạn này lại dồn nhiều trang bị dành cho Nami vậy. Nami này hồi máu ghê vậy. Nhìn này. Ui Lulu hóa cóc đẹp nhưng mà cố lên. Nami hồi máu như cô tách luôn. Nhưng vẫn may cho mình à ăn được ạ. Rồi, Mama lên 2 sao. Cho lên 2 sao nhả luôn có mấy quả trái tim. Bạn này Thượng Long này. Nhiều anh em chơi Thượng Long thế. Bạn này có xẻng nữa xong để ấn Thượng Long ra. Như mình là mình lấy ấn Thượng Long là auto top 1 luôn. Vậy bạn này chưa xem video của mình rồi. Chưa xem là chưa biết cái mẹo lấy ấn Thượng Long khi mà có hộp Pandora rồi. Thế là phải xem ngay thôi. Rồi bạn này thì chơi pháp sư Zire Rai này. Có một chút khả năng hồi phục từ cái phước lành vũ trụ. Hợp lý. Vladimir Tank cũng khá ổn. Nhưng mà vẫn không giòn lắm nhờ. Mình vẫn ăn được đây. Đội hình của mình nhìn bẩn bẩn vậy thôi. Nó rất là đa dạng về cái lượng đam anh em nhá. Ố, cái gì đây? Thua nữa thì hơi nhái đi nhá. Ok, xem nào. Asea, Lone, đó này đi. Ukapat. Như này thì chúng ta sẽ có được 4 pháo thủ và 3 luyện rồng. Còn chút nữa khi mà đạt được cấp độ 8 ấy thì chúng ta có thể cho thêm một con cốc kỳ vào nữa. Sau đó thì đổi cái con sen thành con on là bài quá đẹp luôn anh em ạ. Đấu sĩ pháo thủ. Gì đây? Ui rất là nhiều vàng. Nhiều vàng thế. Khả năng mình chắc là mình sẽ lắp thêm một cái cung xanh thôi. On này, ngon. On thì hiện tại ôm nó hơi tốn nhiều tiền quá. Thay luôn đi. Đấy, đội hình chỉ có 3 con tanh thôi. Hoặc là chúng ta kẹp thêm con rồng thay vào vị trí của Tamken với cả con ấy là được. Rồng như là rồng Siphon hoặc là rồng Idas nha anh em nhé. Hai con đấy là hai con tanh. Còn vừa tanh vừa thụ đam ấy là cái con rồng COU. Còn rồng full đam thì mình nghĩ là rồng Ezai. Anh em nào cũng biết hẳn rồi phải không nào? Ui, hình như chúng ta có đồng dâm rồi. Bạn này chơi pháo thủ cạnh tranh với mình nè. Pháo thủ đầu sĩ kết hợp với luyện rồng. Nhìn qua thì hai đội hình cũng tương đối na ná nhau. Nhưng mà đồ của bạn này có vẻ như là đẹp hơn mình. Khi mà đã có một cái diệt giao điện lại còn có thêm cả cuồng đao nữa. Đồ đẹp hơn mình đấy. Ok. Anh à, bạn này cũng cấp 7 rồi đó. Anh phết nhờ. Nói gì? Quà nhập tiệc. Chắc là mình sẽ lượm luôn cái quà nhập tiệc này quá. Nhận một vàng với mỗi 6 pháo hoa được tung ra. Và khi mà đạt được 75 pháo hoa thì sẽ cho chúng ta một cái con heo đặc biệt. Heo thần tài. Nhưng mà anh em lại bị... Đây, như này đi. Lắp thêm cho nó một cái cung xanh ấy đây. Áo choàng thủy ngân thì cũng được. Nhưng mà tôi thích cái vô cực hơn. Đấy. Combo phá giáp, vô cực kiếm và cung săn. Chắc hẳn là anh em nào cũng biết cả rồi. Để xem là với quà nhập tiệc thì chúng ta sẽ hack được thêm trang bị gì nữa hay không. Anh em nào mà đang xem thì nhớ để lại cho mình một like và đăng ký kênh để có thể ủng hộ mình nhiều hơn nữa nhé. Với cả tiếp tục yêu thích cái series đội hình leo rank mỗi ngày thì comment ở phía dưới nha. Comment này anh em, comment về cái đội hình mà anh em yêu thích hoặc là muốn mình làm về đội hình gì như thế nào. Comment đoán thấy là xem chùa đầu này, điểm danh xem chùa thứ hai này, xem chùa thứ ba này, chán
Chán chả muốn nói nữa. Còn nhớ ông kêu gì nhá? Ảnh vợ tôi còn chưa like đấy mà la cho ông. Rồi bó giò luôn. Ảnh vợ không phải like ấy. Người vợ chả chả đánh đít cho. COU về. Em xem nhớ like để ủng hộ mình nhá. Tạo thật là nhiều động lực cho mình. Đấy. Giúp cho mình ra nhiều video cũng như là thực hiện ý tưởng của anh em. Giờ công việc của chúng ta là check map. Đây. Nearly 3 đến từ vị trí của người chơi đứng vị trí top 8. À top 7 thôi. Top 8 hình như toang luôn rồi. Chắc chắn là chuyện này chúng ta vào vị trí top 6. Ông kia còn 9 máu thì mình nghĩ không còn cơ hội. Thích anh chưa? Lên xin chiến binh rồng đồ thế giới. Chút nữa lắp Sojin hoặc là bùa xanh thì thôi. Mẹ là xuất phát kìa. Nát bét đội hình của mình luôn. Này lên xin phiên bản Pro xuất cấp rồi. Combo lên xin chiến quá. À, không sao anh em ơi. Chút nữa anh em mình xử lại sau. Lên cấp 9 đi. 9 luôn cho nó phê, chứ cấp 8 thì tôi thấy là cũng được. Chúng ta có Zoe, Thìa Vàng, Yasuo. Chắc là mình sẽ lậm cái vô cực cái. Thìa Vàng thì con kia lấy rồi. Thiên vô lệ. Vô lệ là không có nước mắt à. Yasuo cầm nước mắt kìa. Thế mà không chịu lấy. Không có vô lệ thì phải lấy nhiều nước mắt rồi chứ đúng không? Rồi. Cấp 8 đã có. Mình sẽ roll một chút xem là có được con ấy hay không. Cocky. Đây. Cung xanh vô cực cũng được nha anh em nhá. Không nhất thiết là phải giao điện diệt khổng lồ đâu. Bạn này thì cũng ngon phết này. Luyện rồng thì chúng ta cũng có thể chơi hai luyện rồng thôi cũng được. Mình có thể bỏ đi Lulu nha anh em nhé. Chút nữa kẹp thêm một con đấu sĩ thì mình nghĩ là 4 đấu sĩ sẽ rất là trâu. Chứ 3 luyện rồng thì con măm măm nó sẽ hạc thêm một chút sát thương thôi. Không có quá gì nhiều. Thay vì thế thì chúng ta kẹp thêm một con tanh như là Illaoi, Sylas sẽ rất là kinh khủng đấy. Giờ này anh em mình có hai sự lựa chọn. Một, lên cấp 9 có được thêm 40 vàng mà roll thoải mái. Còn không thì anh em sẽ phải roll chắc chiêu ở level 8. Zenix. Thôi để dành cấp 9 cho roll cho nó chắc nha anh em nhé. Tại vì mình đang có hướng đến hồi kết. Bạn này cũng chơi giống ý đúc mình luôn à. Quẩy băng, banh nóc và đạn lửa. Mình thì có huy hiệu pháo thủ và quà nhập tiệc. Quà nhập tiệc. Chưa thấy tiệc đâu cả. Rồi bạn này có ấn pháp sư nhưng mà khả năng để dành cho Aurelion Soul này. Thượng Long này. Trời ơi. Đồ đẹp hết này. Giáp gai. Vút rồng. Mình không lại à. Ông này bắt đầu mạnh lên rồi thì phải. Cung xanh vô cực vẫn không ăn thua. Cố lên. Toang rồi. Toang thật rồi bu em ạ. Đến giờ này vẫn thua thì chắc là chỉ chưa thấy cocky thôi. Thông đạo. Hít kiếm à. Cái này cũng ngon phết này. Đổi lại thử. Kiếm súng, cùng cung. Hay là cái này đi. Nhiều đồ quá. On nữa này. Bây giờ chúng ta sẽ ưu tiên những trang bị phòng thủ thôi nhá. Mình sẽ lắp thêm một cái quyền năng à. Và một cái quỷ thư. Chắc là không. Nỏ sét. Hay là phong kiếm nhỉ. Phong kiếm thì nó mạnh về cuối trận đấu hơn.
kiểu như là chúng ta cần mà hất tung ai ấy, hất tung luôn phát một. Những vị tướng carry đích thực mà bị hất tung thì rất là cay cú. Ây da dài, cocky của tôi không thấy đâu cả. Thế là thế nào đây? 25%. Với cấp 9 thì mình nghĩ là tỷ lệ nó sẽ cao hơn. Thôi chắc là để dành tiền lên cấp 9 anh em ơi. Chỉ có 40 vàng nữa mà. Đội hình nó còn mạnh thêm nữa. Cho nên là cứ đầu tư đi. Ôi bạn mân mân cây the tupper. Bắt cần set cho chắc. Đây bạn này chơi cạnh tranh mình này. Có được cocky rồi. Nghe. Tại vì pháo thủ đang mới được kiểu như tăng sức mạnh khá là nhiều, cột bốc 5 á, 4 5 các kiểu. Cho nên là anh em spam quá. Trận nào tôi cũng thấy người chơi pháo thủ hết. Trận này thì mình với cả bạn này chơi. Đây chúng ta đã có Cocky. Đổi đồ luôn nhá. Giờ thì Cocky của chúng ta sẽ lợi hại hơn. Như thế này đi. Vậy là chúng ta sẽ có được 5 pháo thủ, 3 lễ hội. Đấy. Còn lên cấp độ 9 thì anh em mình có thể kẹp thêm một cái con Lê Xin vào. Lấy thêm một chút lôi long. Liên hoàn pháo kích. Bắn ra một loạt đạn. Một loạt đạn luôn anh em ạ. Xem là loạt đạn này có phải ổn thấy không. Lê Xin huyết kiếm này. Ngon đấy. Bạn này có phước lành vũ trụ rồi thì mình nghĩ là nên lắp cái Sojin hơn. Thay vì cái huyết kiếm như thế này. Ăn được không? Cố lên đừng cho con ao xin nó xịt. Ao xin mà nó được khè một phát thôi là anh em mình ra bã hết đấy. Cẩn thận. Sai phần. Sai phần này cũng tanh trâu này. Đây. Lên cấp thì chúng ta sẽ kẹp thêm và vẫn giữ lại được 50 tiền anh em nhé. Đấy. Như thế này đi. Mạnh luôn. Đội hình như thế này thì quá ổn áp rồi phải không nào? Là anh em mình có thể kẹp thêm Sona cũng được. Sona lấy thêm khống chế. Mình thì mình vẫn thích lôi long. Mà Sona thì anh em mình lại có thêm cả lễ hội nữa. Cái nào cũng mạnh cả. Meo kiệt. Bạn này chơi Yasuo rồi. Rồi ôi. Nguyễn Long này. Cố lên. Ok. Ok. Cocky gây nhiều sát thương nhất trong team. Mà nãy giờ chưa kích hoạt đủ cái quà nhập tiệc nhỉ? Đợi nãy giờ đấy. Ui rồi ôi. Hôm nào mà chơi Yasuo nhặt được cái con Yasuo cầm Huyễn Long thì thôi. Đúng là những cái nách luôn á. Mình sẽ lấy một cái vút rồng đi. Nghe ông kia ông lấy sai phần bằng cái này đi cho thằng 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 Ken này cầm cái vuốt rồng này rất là trâu anh em ơi. Cốc kỳ đâu Soraka nè Lulu à, mình đang tính là bỏ đi một cái con mà một con luyện rồng ấy cho thêm Soraka vào cho nó hồi máu. Mà quà nhập tiệc chưa thấy quà đâu. Lạ thật. Nhìn nhỉ, lạ thế. Nhưng vẫn chưa đủ 75 cái quả. Cái quả mà quả pháo. Ui giời ơi, gặp bạn này mệt thế nhỉ, bạn này kiểu chơi 5 mi carry luôn đấy. Chiến thế. Ok, on của chúng ta hút đẹp. Bán đi nào. Ui giời ơi. Nice. Ăn được ạ. À. Bà này sao lại all in ở level 7 nhỉ? Chơi Thượng Long thì mình thấy là mình all in ở level 8 thì nó ổn hơn đấy. Rồi mâm mâm 4 sao rồi này. Chúng ta có thêm cả Pai.
hai đát làm gì đấy. Một là chúng ta có thể chơi như thế này cũng được này, trang bị mình thấy là không đẹp lắm cho nên mình sẽ bỏ ra. On 2 này, Pai là không cần rồi đấy. On này, cho này đi. Như vậy thì chúng ta sẽ hồi được hai máu của linh thú sau mỗi vòng. Nhưng mà đổi lại thì không có lôi long cũng không sao. Trận này bạn này, ui, như đang muốn bạo vàng hay sao đây. On nhìn đồ tương đối trâu đấy. Nhưng lần này không biết là mình có ăn được hay không. Ăn được rồi đây. Thấy chưa, tôi cấp 9, ông ấy cấp 7. Ông ấy đang muốn bạo vàng nhưng mà tôi lấy thịt đè người luôn. Cocky và Sona, ui huyết kiếm cũng được này. Cocky 2 này, kiếm này chúng ta có thể cho con Chitana cũng ok nha. Hay là mình bỏ đi con Hammer nhỉ, như thế này đi, để được lễ hội nữa, cho Soraka phê bản pháo thủ xem sao. Trời lầy luôn, Soraka đam luôn anh em, lầy lội. Rồi, giờ cố gắng roll tìm mấy con 2 sao nữa là top 1 thôi chứ còn gì nữa. Ui, Straka 2 luôn, phê đấy. Pai Aurelion Zone 2 à, đâu cần. Cho mấy cái con như là Sona 2 hay là Zinix 2 đi. Đợi mãi chả thấy đâu. Này hút máu toàn phần nữa, hút đồ ra đi. Mình thấy là kiểu huyết kiếm thì nó ngon hơn đấy, như này. Còn cung xanh này thì những cái phát đạn nó cũng bắn được tỉa tỉa ra rồi. Mình sẽ lắp cho Chitana nhé, để cho Soraka luôn. Soraka cũng là pháo thủ rồi cho nên mình đam cũng to phết. Yasuo 2 này, bạn này lượm được con Yasuo cầm cái ấn huyết long. Mạnh thế nhở. Ui rồi ôi, không hút máu nổi luôn. Neo kiệt mạnh thế. Lấy được Yasuo đúng là đẻ trứng luôn rồi. Sona 2. Đây quà nhập tiệc. Một búa rèn, một cái thông đạo. Eo ơi, nắp máu nữa này. Nhập tiệc cái này là dở luôn rồi. Ui rồi lại còn mũ nữa. Soraka ra cũng khá khá đấy. Không biết là có lên được Soraka 3 hay không này. Rất là nhiều Cocky Bát. Mình nhớ nhưng mà muốn lên on 3 sao thì mình nghĩ là chúng ta cần phải đấm cái ông Monkey De Tuffy kia đã. De Tuffer. Ui lê xin này. Em toàn chơi mấy cái con mà ui, nó rút một phát bay 3 thằng. Thua tiếp rồi này. Chết rồi, có vẻ như không ổn rồi. Toàn ơi, chúng ta cần phải có sự đột biến hơn thôi. Chứ không là vì vào top 4 là cút. Cho này vào đây đi. Tạm thời mình sẽ chơi bỏ đi một pháo thủ. Ủa, 6 con Soraka rồi á. Bát 2 sao. Chiến binh rồng 4 lôi long luôn, ghê thế. Còn cái đai máu lắp lung dấp máu thôi, nãy quên á. Để xem là với con bát này thì chúng ta có thêm bí ẩn, không biết là ăn được bạn này hay không. Bỏ đi một pháo thủ đi. Con bát này thì nó đóng băng này, đấy. Cho mấy ông kia đứng hình cái. Có vẻ như là khởi sắc hơn. Inh Boang đi chợ thôi. Chúng ta có bát. Ô, có một ấn lễ hội. Nhưng mà mình nghĩ là Tuffy không thể nào mà để cho mình lấy rồi. À xa, chết tì. Vậy thì mình sẽ lấy một cái Sojin vậy. Nghe ấn pháo thủ này, ấn lễ hội này mình cho Soraka nó thì đẹp luôn á.
6 Koki. Này chắc là Soraka thôi. Thuật sĩ mình lắp cho Sona cũng được. Giờ mình sẽ tích tiền lại một chút. Không biết là có lên được cái con Soraka 3 hay không. Lên được thì đúng là quá là phê. Auto top 1 luôn anh em. Thậm chí mình có thể chấp mấy ông này câu kéo thời gian cho anh em chơi phá đảo game luôn. Nhưng như thế thì hơi tốn tiền nét. Hôm nọ thì mình có chơi một trận gọi là một tiếng mấy luôn rồi đấy. Mình úp cho anh em xem rồi, tận câu kèo đến tận vòng 16 luôn. Kỷ lục luôn. Anh nào chưa xem thì có thể vào xem lại nhá. Câu kèo đến khi nào mà tôi và ông đấy gọi là lên hết những cái vị tướng mà 5 tiền, 4 tiền 3 sao lên bú lù xù hết luôn. Phá đảo game luôn mà. Vậy là chỉ còn mình với cả bạn Meo Kiệt này thôi. Thì sẽ luôn cố thôi nào. Ra xua. Uầy. Soraka tui đâu? Xuất hiện đi. Đây. Tập trung gọi là đầu tư vào mấy con ấy đã. Thực chất là lắp cho con bát này cái mũ phù thủy nó cũng không có tác dụng gì lắm ấy. Lắp cho vui vậy. Ui, rồng Adat của bạn này trâu nhờ. Adat 3 sao bất tử nguyên cả cái đội hình. Mệt rồi đây. Nghe cái giáp 7 của nó thì thôi. Toang rồi. Chắc là mình cần phải lên được Shizuka 3 sao đã. Bùa xanh à, cũng ngon. Đôn sớm đi nhá anh em nhá, chứ không tôi sợ ngoài bắt lắm. Koki cũng chuẩn bị lên 3 này. Cho này vào. Nhiều bát thế. 24. Cố lên nào. Lên được con Shizuka 3 sao là top 1 luôn nha. Ui sao chấp tướng, sao chấp tướng. Ngon ngon ngon. Máy Nhật Bản của chúng ta đã tới rồi. Một con nữa thôi nào. Đây rồi. Shizuka 3 sao. Và kết hợp với ấn pháo thủ. Theo anh em mình có nên trêu này không? Trêu đến gọi là cho mày tốn tiền nét chơi không nhỉ? Meo Kiệt chát gà cơ. Lên. Rồi để coi nào. Một phát hồi 75 máu. Đánh nhau mệt nghỉ. Nghỉ dậy đánh tiếp. Lên. Mà đội hình chúng ta không biết ăn được hay không này. Hồi máu được phát kìa. Cái con rồng Adat này nó trâu quá. Anh em xem kìa. Búp giáp cho mấy cái con Leona với cả Yasuo. Chỉ có hề thôi. Yasuo với Leona hình như nó bất tử à. Nhìn đánh phát chán luôn mà. Vẫn thua. Chắc chúng ta phải lên con ấy 3 sao quá. Koki 3 quá anh em nhỉ. Soraka pháo thủ 3 sao. Lần đầu tiên mình chơi pháo thủ có con Soraka này luôn. Đúng là quá binh thái. Theo anh em mình có nên nhường ngoài hay không đây. Này xem. Chấp chơi thử một round xem sao nhá. Chỗ này mình nghĩ là bây giờ chúng ta hồi máu phát là gây hiệu ứng rất tiêu chuẩn lên ông này luôn rồi. Nhìn nhá. 60 máu rồi, hồi phát lên 100. Thấy chưa? Bay máu luôn mà. Sợ chưa? À, tôi chấp cho ông vui vui nhá. Adat 3 thì cũng bình thường thôi. Cũng thường thôi anh em nhỉ. Tôi có Shizuka 3 đây này. Bá này đi.
Chúng ta sẽ tập trung tìm cốc kỳ 3. Vòng 7 này thì nó chỉ trừ tầm khoảng hai mấy máu thôi. 25, 26 máu là mắc. Còn những cái vòng cao hơn như là vòng 10 đi thì nó trừ 3, 30 máu, 29 máu thôi. Đây, nhiều ông này tí. Ông này không chịu để dành tiền lên cấp 9 đi. Cấp 8 thì mình nghĩ không thể nào mà lên được ra số 3. Trừ khi nhân phẩm kinh khủng lắm. Này, mày cho ông này vui vẻ tí đi. 26 máu. Đi chợ nào, chúng ta có. Ồ, thìa vàng à, ấn sát thủ à. Chắc là mình sẽ lập cái ấn sát thủ này về cho nó vui đi nhỉ. Để cho nó vui thôi. Chứ bây giờ là Shizuka 3 là một trong những vị tướng 5 vàng và nó OP nhất mà anh em. Nó mạnh nhất trong những cái vị tướng mà 5 vàng 3 sao mà mình từng chơi. Nhưng mà anh em đừng có xếp nó lên đầu nha. Xếp lên đầu mà tổ solo ấy, thằng nào mà sốc đam được nó ấy, không kịp hồi máu là thua đó. Anh em chúng ta cần phải cẩn thận. Bà này còn có chăn chối gì không? Chập vài round để cho vui nhá. Ghét trò này. Đánh như khi nằm đầu hàng thôi bây giờ. Gia sư của bạn này nhìn cũng lực phết này. Nhiều giáp. Ôi trời ơi. Đau nha. Hơi đau đít rồi đấy. On này. Cốc kỳ đâu? Tại sao không thấy thằng cốc kỳ nào nữa anh em ạ? Rang nhờ. Bạn kia thì còn có ấy máu thôi. 9 máu thôi. Tôi sợ chút nữa tôi chấp mà. Kiểu Soraka nó bút máu ghê quá. Kiểu hòa là ông này thua luôn á. Và nhìn qua thì đội hình ông này đúng là không phải là dạng vừa thật. Cặp đôi anh em Yasuo Zane lại còn thêm cả rồng Adat 3 sao. Tành châu bá cháy. Bọc giáp kìa. Bởi lượng giáp mệt thật. Ok, 21 máu. Đến lúc chúng ta phải cho Shizuka vào rồi. Mình đặt con Shizuka để cho vui. Thực chất nó là Soraka nhá. Nhưng có làm anh em khó chịu hay không. Nhưng mà nhiều anh em mà mình đọc thì con Soraka này thành con Shizuka đi cho nó vui nhờ. Shizuka không biết Nobita ở đâu rồi. Một copy nữa nào. May là hồi nãy ra luôn cái máy nhân bản đấy nhở. Phê. Lên luôn con Shizuka 3. Khoan. Đâu rồi? Trời đất ơi. Đồn bao nhiêu là vòng? 32%. Vẫn chưa thấy Cocky đâu. Có lẽ nào? Có lẽ nào? Buồn thật đấy. Ron Soraka 3 trước cả Cocky 3 luôn. Game dạo này nó hơi bị ảo. Bà này đang muốn lên on 3. Ơ? Cái gì đây? Ông này làm gì vậy? Để cho Zone với cả mấy thằng kia ra ngoài. Hình như đang cố gắng kẹp thêm chiến binh rồng test à. Xong rồi, thế là không thiếu đam. Thiếu đam quá. Yasuo thì nó carry được. Nhưng mà ui rồi. Đấy, tôi sợ kiểu hòa thôi. Ui rồi. Ok ok, may quá vẫn ăn được. Tôi vẫn chưa lên con Cocky 3 mà. Khi nào lên Cocky 3 đã rồi tính. 23 máu. Cocky đâu? Vàng này. Kiểu
Nhưng mà quà nhập tiệc là cho mình rất là nhiều tiền anh em ạ. On bot cho vào thôi, giờ cứ thế mà nhây thôi anh em ạ. Cứ thế mà trêu thôi, trêu khi nào này đầu hàng thì thôi. Trêu mệt nghỉ. Xây sang 6 chiến binh rồng rồi à. Pha xoay bài mình nghĩ là cũng căng phết đấy. Nhưng mà tôi thấy là con John 3 nó mạnh hơn. Không phải xoay cũng hơi sai. Level 9 cũng còn tương đối nhiều vàng cả, 20 tiền. Chơi này buồn ngủ quá anh em ạ. À? Chắc mình đấm cho này cho mình đi ngủ quá. Trêu mày chắc thì tôi cũng ngủ được mấy giấc rồi. Rồi xong cốc kỳ 3 rồi này. Mới là còn nên lên hay không đây. Test thử sức mạnh của con cốc kỳ 3 đã nhá. Nên là cái đội hình này có mạnh hay không. Đánh được cái đội hình Idat 3 hay không. Không ngại thì cũng phải chịu. Với cả ông kia còn có cả Yasuo 2 các kiểu rồi. Mình thì cho mỗi con cốc kỳ 3 thôi. Chắc là không lại rồi. Boom. Xem cốc kỳ 3 nó có one shot được Yasuo hay không nhá. Ui bị Hasagi. Ăn nhiều khống chế quá. Bắn như kiên cắn luôn anh em ạ, bắn thằng Idat kìa. Có khác gì kiên cắn inox đâu. 21 ok, thì lúc chúng ta phải cho Soraka 3 vào rồi. Trời ơi. Ông này chắc là thích con rồng Sylvana lắm phải không? Tôi biết mà. Chơi Kim Long đang thiếu một con. Tôi sẽ lấy một cái vút bẫy vậy. Ok, cho này vào đây đi. Cho bát vào. Take a dream. Bát. Vừa làm Zoe thế nhở. Bát 2 này. Thôi, không cần thiết lắm. Cho con này vào đây đi. Cho 5 pháo thủ cho đẹp. Cho bát. Hồi máu thì bây giờ chúng ta sẽ thành 76 à? À đâu 96 à? Rồi 75 máu cơ mà. Yasuo đây. Ui tình hình có vẻ không khả quan cho lắm. Khi mà đồng Idat đang cố gắng tanh. Nhưng mà bị đóng băng rồi. Ui rồi hồi máu cho măm măm này. Toang ông này rồi. Nè ông này xếp kiểu gì đây. Mà Soraka của mình nó hồi máu ghê quá anh em nhìn này. Hồi 2000 máu, 2000 máu. Ai chơi lại. Bây giờ mình không cho vào thì cũng mình cũng bị thua. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều vì đã theo dõi video của mình nha. Hẹn gặp lại anh em trong những video sắp tới. Bye bye.